Và kính thưa quý khán giả, Hạ viện đã thông qua một dự luật để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đối với việc đầu tư sản xuất và nghiên cứu. Hạ viện ngày hôm nay đã bỏ phiếu để mà gọi là cho phép nước Mỹ có thể gia tăng cái sự đầu tư của mình vào hoạt động sản xuất và nghiên cứu khoa học, cũng như thay đổi chính sách thương mại nhằm cố gắng lấy lại cái sức ảnh hưởng của Mỹ, cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, chống lại sự ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc khi mà hàng Trung Quốc tràn ngập ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở trong Walmart, ở trong Costco, ở trong Home Depot, ở trong tất cả những cái gọi là những cái franchise cửa hàng bán lẻ của Mỹ, hầu như không có nơi nào mà không có các hàng của Trung Quốc đầy dãy khắp nơi, trong khi hàng của Mỹ thì rất là quality, rất là tốt, nhưng mà cái giá thành lại tương đối cao hơn, và khiến cho người tiêu dùng dường như là khi mà họ muốn mua những cái vật dụng như vậy, họ lại chọn đồ của Trung Quốc. Và điều này dĩ nhiên ảnh hưởng tới nước Mỹ, ảnh hưởng tới nền kinh tế, và cái sức ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu của Trung Quốc ngày càng tăng. Chính vì như vậy mà ngày hôm nay Hạ viện đã bỏ phiếu để cho phép nước Mỹ sẵn sàng có những ngân sách để đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc sản xuất. Khi mà đầu tư vào sản xuất như vậy, có thể hạ giá thành sản phẩm để mà có thể giúp cho người tiêu dùng có được những cái sản phẩm vẫn quality mà giá cả tương đối tốt hơn, và cũng như có thể đưa ra thị trường quốc tế để có thể cạnh tranh nhiều hơn. Các đảng viên của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đang tìm kiếm chiến thắng khi mà các yếu tố chính trong chương trình nghị sự của Tổng thống Biden vẫn bị đình trệ. Nổi bật nhất là đạo luật mở rộng mạng lưới an ninh xã hội, được gọi là Build Back Better, vẫn không thể thông qua. Và giống như ông Joe Manchin nói là chắc là nó đã chết rồi. Và việc thông qua dự luật cạnh tranh với Trung Quốc sẽ tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ giành chiến thắng về mặt lập pháp và thể hiện gọi là khả năng họ cho thấy rằng cái mối quan tâm lớn về mặt kinh tế và cũng như là cái sức giải quyết trong bối cảnh đại dịch. Nó mang lại cho đảng Dân Chủ cơ hội để có thể tranh luận về sự quyết đoán của họ trước một siêu cường với lại đối đầu với nền kinh tế, để mà gia tăng vực dậy nền kinh tế không chỉ của Mỹ mà của thế giới, và đối đầu với lại Trung Quốc, nhất là khi mà Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội. Để cho nên là đây là lúc mà chúng ta thể hiện cái sự cạnh tranh. Tuy nhiên cái điều này, cái luật này chưa chắc Trung Quốc đã lo, mà chưa chắc mà ảnh hưởng nhiều gọi là làm cho Trung Quốc lo ngại. Tại vì hàng của Trung Quốc vẫn sẽ sản xuất, Trung Quốc vẫn có khả năng nhái hàng như thường. Và cái cách mà họ gọi là copy, sao chép hay là tìm hiểu kỹ thuật, không có nước nào có thể copy giỏi như Trung Quốc hết. Cho nên là cho nên đây thật sự Minh Linh không nghĩ là một cái cách đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc. Nhưng mà cái cách của cường ông Trump thì khác, đánh thẳng vô túi tiền luôn, tăng thuế xong. Cứ tăng lên thuế một cái là coi như là Trung Quốc. Ngay quý vị nhớ khi mà đưa ra cái giai đoạn 1 mà tăng thuế đối với Trung Quốc là cả siêu thị của Trung Quốc thịt heo là coi như bay hết. Người dân ủng ủng kéo đến Home Depot lo mua thịt heo, lo mua đậu nành này kia. Tại lúc đó Mỹ không thèm ship qua, lúc đó chưa đi được giá, giá không tốt, cái hàng lúc đó không có, gọi là chưa định được giá cả là không có hàng luôn, là dân Trung Quốc là coi như xáo trộn hết, bao nhiêu thịt heo không có. Cho nên là rõ ràng phải có cái thực tế hơn, chứ còn bây giờ bỏ tiền ra để khôi phục nền kinh tế của Mỹ, để cho Mỹ tăng sản xuất lên rồi cũng như là cạnh tranh thì hơi khó, kính thưa quý vị.